Rồi, chào các bác nhé. Hôm nay em có nhận được chiếc Audi A5. Đây là tác phẩm của cô Ngược Bình nhé. Thì đây là cái hộp động cơ của nó này. Em quay vào đây. Em quay vào đây. Đây là hộp động cơ của Audi A5 nhé. Hộp này hộp boss. Thì cái gần như là các bác cô Ngược Bình ấy là trên là cái chết một hộp động cơ đầu tiên. Là cái nhẹ nhàng nhất là chết một hộp động cơ thôi, còn nặng lè hơn thì phải chết đi một vài cái thiết bị điện khác. Thì đây, em vào đây cho anh em xem dấu hiệu nhận biết nhé. Con này câu Ngược Bình mà không đứt cầu chì nhé, không đứt một cầu chì nào cả. Và đây cho các bác xem hiện tượng nhé. Đây, em nhìn quay đồng hồ này. Đèn EVC nhé, đèn động cơ nháy này, đèn EVC nháy này. Đây, lỗ ABS này, lỗ trơn trượt, lỗ thu khí lên hết nhé. Quạt rú nha. Thì em tháo ra thì em đã kiểm tra là cái hộp động cơ này chết nhé. Nhưng mà để tiến hành thay cái hộp động cơ này cũng không hề đơn giản. Mọi người thay một cái hàng mới không nói, nhưng mà cái hàng cũ ấy, tất cả trên trong hộp động cơ này có hệ thống imo của xe, cho nên để thay thì chắc chương trình bây giờ như thế này chết cho bác xem nhé. Quay hộp động cơ. Đang tiến hành chép hộp động cơ này, chép luôn trên xe luôn. Đây hộp động cơ nhé. Đây là cái hộp động cơ em sẽ thay ra nhé. Em sẽ thay lại cho khách. Thường thường những khách hàng như này thì sẽ thay thôi, ít khi sửa lắm. Đây nhá. Các bác thì nhìn thấy mã này, 8K2907115. Đây cũng 8K2907115. À luôn nhá, đúng mã nhá. Đúng mã nhưng không thể lổ được nhé, tại vì nó có hệ thống imo. Thì bây giờ mình phải tiến hành chép. Bây giờ sẽ quay luôn quá trình chép cho các bác xem. Rồi, bây giờ là các bước để tiến hành chép một cái hộp động cơ nhé. Để sử dụng lại hộp cơ cũ, hộp cơ bã thì mình phải chép dữ liệu sang. Thì đây là cái hộp động cơ cũ thì em đã chép sang rồi. Thì bây giờ mình phải chép vào cái hộp động cơ mới này, hộp động cơ bã này nhé. Thì đây mình gọi phải có cục và phần mềm. Thì bây giờ em qua trên đây, em sang này em quay. Mình phải có phần mềm thì mình mới chép được nhé. Con này là Audi. Đây là Audi này. Động cơ là MED 17.1. MED 17.1 là mã của hộp động cơ nhé, chứ không phải là động cơ MED 17.1. Thì đây là các chân câu nhé. Thì bây giờ mình tiến hành mình đọc thông tin trước này. Đấy, con này sexy rồi nhé. Bây giờ mình tiến hành vít này. Đấy, con này mình đọc rồi thì mình ngoài nó lại thôi, không phải đọc đấy. Đây. Top. Đây đi con này. Đây là những cái bước để tiến hành đọc chép thôi, không có gì cả. Đây chép ok rồi. Sẽ tiến hành ngoài tiếp. Nhiều sẽ có hai file nhé. Ok. Anh em nào có hứng thú về cái vấn đề mà đọc chép hay là ọp ba lỗi DTC ọp ấy trên tất cả các động cơ, từ cái lỗi EVAP hay là Catalyst hay là bất cứ cái lỗi gì, kể cả sai cam thì cũng vẫn có thể bỏ lỗi hết nhé. Và đọc lỗi là sẽ không, gọi là gần như là không báo lỗi luôn, 100% không báo lỗi luôn. Thì liên hệ với em nhé.
thì anh em nói chuyện và chuyển giao công nghệ luôn. Em sẵn sàng chuyển giao công nghệ cho các anh em ở tỉnh nhé. Đây, sau khi mình thành công nhé. Đây, em quay vào đây. Ngoài sexy này. Đấy, đã thành công rồi. Và cái này sử dụng nó cũng rất đơn giản nhé, quạt điện đây. Đấy. Ok, xong rồi. Tiến hành rút nguồn, rút nắp đây. Như thế này nhá, hồ động cơ là sẵn sàng nổ rồi nhá, nắp lên là nổ rồi. Thì em sẽ tiến hành dọn này ra đã. Rồi tắt đi.